đi. Đấy, thùng ngài Tokuda đi bia rồi. Nắng nhưng mà gió lại lạnh, mát mát. Đến Hokkaido là đến hốc bia đấy. Rồi đấy, có tí nắng ở cây kia, lá nó đỏ hẳn rồi nhỉ. Đấy, cây cối nó có màu hẳn. Kìa, ra chụp mấy cái bom bia kìa. Quả này nhìn như sắc châu Âu nhỉ. Đức. Đức tiếc này. Bảo tàng bia, cái cỏ, cái cỏ rất đẹp, ngoài hương. Cái chữ này nó đếch nổi anh ạ. Em vừa xem rồi, đếch nổi. Rồi rồi, để ok. Thời tiết đẹp quá. Rồi, đến đô thị rồi, có tí khác biệt rồi. Hôm qua thì kiểu như là nghỉ dưỡng ở vùng quê ấy. Thôi đi, đi 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 vào chụp với cốc ông nội. Ôi quả này nát hết cỏ rồi. Này chính là chụp cái góc này đẹp này, này, này có hoa này. Cái hoa này đẹp quá, cái hoa này check in thì đẹp. Quay kiểu top top nghệ thuật kìa. Nó giống như cái hoa cúc chi của mình nhỉ. Đây à, nấu bia đây à, chỗ nấu bia đây. Để góc rộng vẫn được. Anh có bú hết cái này không? Nè, từ hồi sinh ra đến giờ là uống phải hết mấy cái này rồi đấy, đúng không? Đấy, thế thôi. Vào ảnh cảm giác nó nhỏ quá. Nakagawa. Cái ảnh mà ông đời ông học đang học bên Đức.
À, chỗ anh em mình chụp vừa nãy đây này đúng không? Bắt đầu là có bia Sapporo ở Nhật là 1876. Có cái nhà máy này. Đúng rồi, xây dựng nhà máy này chắc là chưa có bia. Mới xây dựng 31 tháng 9. Bia giống bia Thanh Tùng này ngày xưa. Thế nào là bao nhiêu? Đây là quảng cáo bia. Ngày xưa quảng cáo đây. Mô hình nhà máy. Cô này xấu chứ kiếm em cô nào không đứng ngay. Được đấy nha. 956. Dày như nho đây này có hoa bông hoa này sao có ý giống này lúa mì á đây lúa mạch đấy là cái cân quan trọng nhất là cái hoa bia này đấy hoa bia phải được xem xong mới được đi được chỗ uống bia hả hoa bia thì đi thẳng đến chỗ uống rồi đúng không đúng rồi, một người lấy ba cốc à một vé là ba cốc lấy vé uống bia xem nào có bia là say à rơi xu rồi thôi để cho mấy anh con trai thôi nhỉ mấy chị em xong rồi chạy thẳng ra ngoài luôn thì lách lách đi xong rồi chị em đi ra ngoài kia tìm ghế ngồi order. Rồi. Mới làm cái cửa này nó hơi dở hơi. Sau này đào tạo lại cho bọn em đang bảo à. Đang bảo anh giải trình sao anh uống những tận 3 cốc thế. Nhìn cái cốc ngọt nhỉ. Bọt nhìn mịn tít nhỉ. Đấy, rót bia nó phải như thế mấy nhỏ ra tập cấp đấy một ngày rót hàng nghìn cốc được rồi. Sao cũng có cả bia mà.
hai cái thứ hay nhất. Rồi, ok. A một à? Họ họ uống một. Đấy, anh bố đi. Đấy, thùng ngài Tokuda đi bia rồi. Trẻ nhé vào đây làm thùng bia về. Cái loại này là cho ấy à? Chỉ có luôn. Đấy 6 tuổi. Lon bia này. Đúng cái lon bia này. Cái này à? 120. 20.000. 135 ml. 20.000. Một lốc này là 700 ạ. 700 một lốc là 6 lon. 6 lon nhỏ nhỏ này. Uống gọi là như cái cữ mồm của mình là không vừa mồm rồi. Áo bia. Ly uống bia. Tự nhiên luôn này. Anh em bonsai này. Ôi trời. Đấy, đẹp luôn này. Có phải Simpaku không? Hả? Đẹp quá, sạch sẽ. Anh định bách cây đấy về à? Khủng khiếp nha. Khủng khiếp nha. Dã man đấy. Ok. Sạch sẽ nhỉ. Cái dây leo cũng sạch nhỉ. Kiểu siêu thị những thứ ấy.